Kính thưa quý vị, và tiếp theo là phần tin tức từ Việt Nam. Bản tin sau đây cho hay, người chị ruột của Đinh Nguyên Khoa đã bị sách nhiễu chỉ vì mặc chiếc áo có chữ Hoàng Sa, Trường Sa. Phần tin chi tiết Bảo Châu gửi đến quý vị như sau. Thưa quý vị, bản tin cho biết là ngày 18 tháng 1 năm 2014, chị Đinh Thị Nguyễn Thảo Quỳnh Như đã bị một toán công an sắc phục đủ loại kéo đến sách nhiễu, khám xét nhà riêng tại quận Tân Bình, thành phố Sài Gòn. Chị Quỳnh Như sinh năm 1979, được biết với tên gọi khác là Thạch Thảo, là chị ruột của Đinh Nhật Uy và Đinh Nguyên Kha. Tại thời điểm công an đến khám xét, trong nhà chỉ có hai mẹ con gồm có chị và cô gái, cô con gái 12 tuổi. Trước đó, vào tối cùng ngày, chị Thạch Thảo có đi sinh hoạt cùng câu lạc bộ bóng đá NoYou Sài Gòn và tham gia các buổi tưởng niệm 40 năm Hải chiến Hoàng Sa. Kết thúc các hoạt động tưởng niệm, trên đường về đến nhà, Thạch Thảo bất ngờ bị một tên côn đồ đạp vào lưng khiến cho chị suýt bị ngã xe. Khi vào nhà được một lúc thì bất ngờ một nhóm công an ô hợp đủ mọi thành phần kéo đến đòi khám xét nhà vì lý do kiểm tra nhân khẩu. Một số công an liên tục uy hiếp hai mẹ con chị, đồng thời lục lọi mọi ngõ ngách trong nhà. Sau khi khám xét khắp nơi không thu được gì, nhóm công an này đã thu giữ giấy chứng minh nhân dân của chị Thảo, đồng thời yêu cầu chị thứ hai tuần sau lên giải quyết. Trước đó vào sáng cùng ngày, bà Nguyễn Thị Kim Liên là mẹ của chị Thạch Thảo đã trở về phi trường Tân Sơn Nhất sau một chuyến đi Hoa Kỳ. Đây là chuyến đi nhằm kêu gọi quốc tế hỗ trợ đòi trả tự do cho các tù nhân lương tâm Việt Nam, trong đó có Đinh Nguyên Kha, con trai của bà Liên đang bị kết án 4 năm tù giam. Thưa quý vị, có 30 án tử hình trong đường dây buôn lậu ma túy tại Quảng Ninh. Tòa án tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt tử hình 30 bị cáo về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong số 30 bị cáo có các chùm cầm đầu đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia như Nguyễn Hùng Dũng, Nguyễn Duy Thắng, Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng bị xử phạt về tội danh, còn có 59 bị cáo khác. Trong đó có 13 bị cáo tuyên án tù chung thân và các bị cáo còn lại từ 2 năm tù cho tới 18 năm. Cũng xin nhắc lại, vào đầu tháng 2 năm 2012, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giam 89 người thuộc 4 đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam, rồi bán qua Trung Quốc với số lượng hơn 4.400 bánh heroin, có hơn 320.000 viên thuốc lắc và 35 kg ma túy đá. Các đường dây này hoạt động theo mô hình chia cấp đại lý để phân phối ma túy ra các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước. Liên Hiệp Quốc e ngại về thái độ thù ghét Việt Nam của đối lập Campuchia. Thưa quý vị, ông Subedi là đặc phái viên chuyên trách nhân quyền ở Campuchia của Liên Hiệp Quốc, lo ngại về lời lẽ chống phá Việt Nam của phe đối lập sử dụng khi vận động chính trị. Ông Subedi đã truyền thông điệp tới lãnh đạo của Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia vào cuối tuần trước. Ông nói với các lãnh đạo sự khoan dung và hòa hợp chủng tộc là tối quan trọng cho tương lai của nền dân chủ Campuchia. Ông cũng đã ghi nhận có những vụ tấn công và cơ sở làm ăn của người Việt làm chủ trong đợt đụng độ bạo lực giữa công nhân dệt may và nhà chức trách hôm 3 tháng Giêng vừa qua. Báo chí Campuchia viết rằng các phát biểu của lãnh đạo đối lập thường xuyên nhắc tới cuộc sống và làm việc bất hợp pháp của người Việt Nam, cũng như là các công ty Việt Nam chiếm dụng đất đai. Các lãnh đạo Đảng Cứu Nguy Dân Tộc bác bỏ các cáo buộc và cam đoan với ông Subedi rằng họ hoạt động trong khuôn khổ dân chủ, chống bạo lực, tôn trọng khoan dung và hòa hợp dân tộc. Tàu kính ngầm bốc cháy trên sông Sài Gòn, kính thưa quý vị. Vào trưa ngày 20 tháng Giêng, tàu kính ngầm mang số Sài Gòn 3837 chạy từ Bến Bạch Đằng sau khi xuất phát đã được không lâu, có trục trặc và gây ra chấm cháy. Lực lượng thủy thủ đã dùng bình CO2 để chữa cháy nhưng đành bất lực khi mà ngọn lửa bùng phát quá mạnh. Tổng cộng gồm có 90 người, 484 hành khách và nhân viên đã nhảy xuống sông và đã được các tàu cứu hộ đưa vào bờ. Hiện nay thì chưa rõ nguyên nhân vụ cháy và chưa ghi nhận trường hợp hành khách nào chết hay mất tích. Được biết, hầu hết các tàu kính ngầm của Vina Express đã được mang vào từ nước ngoài, tuổi đời đã cao. Công ty dược phẩm Hoa Kỳ thu hồi sản phẩm tại Việt Nam. Thưa quý vị, công ty Mentholatum ở New York vừa ra thông báo thu hồi thuốc nhỏ mắt mang nhãn hiệu Roto chế tạo tại Việt Nam. Tập đoàn dược phẩm nói rõ thu hồi các sản phẩm làm tại Việt Nam, chứ không bao gồm các lô chế tạo tại Nhật Bản. Theo công ty cho biết, họ đã phát hiện một số vấn đề trong khâu kiểm soát vô trùng tại nhà máy sản xuất tại Việt Nam. Các lô thuốc bị thu hồi bao gồm thuốc nhỏ mắt Roto Addict, Roto Ice, Roto Hydrate, Roto Relief và Roto Cool. Thông báo ghi rõ những mã số sản xuất tại Việt Nam sẽ bao gồm chữ V, ví dụ như là Lot 3E1V nằm ở dưới phía bao bì cạc tông và dưới đáy của chai thuốc nhỏ mắt.
Đây là một tập đoàn được thành lập từ năm 1889 từ một hãng nhỏ chuyên bán là sản phẩm xà phòng, sản phẩm vệ sinh. Mentholatum đã phát triển thành một tập đoàn y tế chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Đến năm 1988 thì Mentholatum đã bán cho công ty Roto của Nhật. Những sản phẩm làm tại Việt Nam được bán khắp nơi trên thế giới chứ không phải riêng gì tại Việt Nam. Thưa quý vị, và sau đây là một phóng sự từ Việt Nam. Sài Gòn lạnh đe dọa người vô gia cư và nhà vườn đang lo rằng mai sẽ không nở kịp vào ngày mùng 1 Tết. Thưa quý vị, cả Việt Nam đang đón một đợt không khí lạnh bất thường và kéo dài. Khắp nơi người nghèo, đặc biệt là người vô gia cư, đang co ro, còn giới làm vườn thì lo ngại rằng mùa hoa mai năm nay sẽ không chịu nở kịp cho đúng ngày mùng 1 Tết. Và nhiều ngày qua thì Sài Gòn chịu mức lạnh ở 70-75 độ F, còn Hà Nội thì lạnh hơn, xuống gần 60 độ F. Khắp Sài Gòn hiện nay đang xuất hiện sương mù dày đặc vào các buổi sáng sớm. Theo như tính toán của Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương trong nước, thì Sài Gòn đang có một đợt lạnh kỷ lục tính từ 10 năm nay. Nhiệt độ xuống thấp và kéo dài là nỗi lo lắng của các chủ vườn mai. Ông Hồ Văn Đức, chủ vườn mai tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, tại Sài Gòn cho biết, thời tiết lạnh sẽ khiến cho mai nở chậm. Chúng tôi hy vọng vào thời gian tuốt lá là từ 12 cho tới 20 tháng chạp thì trời sẽ ấm hơn thì mai mới nở đúng theo như dịp Tết nguyên đán. Nhiệt độ lý tưởng nhất để mai nở đẹp là từ 32 cho tới 36 độ C, tức là khoảng từ 89 cho tới 96 độ F. Những đêm lạnh bất thường ở những thành phố miền Nam đe dọa sức khỏe của nhiều người vô gia cư ngủ ngoài trời. Thấu hiểu được điều này, có nhiều câu lạc bộ, hội từ thiện đã chung tay chăm lo cho những mảnh đời kém may mắn. Vào đêm hôm qua thì câu lạc bộ Hiểu và Thương đã mang 100 tấm chăn, bánh và dầu gió chia sẻ hơi ấm cho những người lang thang cơ nhỡ trên các tuyến đường Pasteur, Phọ Thị Sáu, Hùng Vương, 3 tháng 2, v.v. Nhiều hội từ thiện khác cũng đang huy động áo ấm để giúp đỡ cho bà con nghèo. Mỗi năm tại Việt Nam có khoảng từ 200.000 người chết vì đột quỵ. Mùa lạnh bất ngờ là một nỗi lo của rất nhiều người cao niên, cũng như là những người lao động nghèo phải làm việc ở ngoài đường sáng sớm và đêm khuya. Khung cảnh Hà Nội và Sài Gòn giờ đây không khác gì Đài Loan hay là Đại Hàn. Mọi người dân thì đều mặc áo ấm, bao tay khi ra đường. Thậm chí có nhiều phụ nữ còn phải choàng thêm khăn để giữ ấm ở cổ ngay cả khi ngồi ở nhà. Mấy chục năm tại Sài Gòn, năm nay trời lạnh như vậy. Thưa quý vị, đó là lời chia sẻ của anh Hải, là nhân viên của một công ty gần hồ Con Rùa. Còn chị Hà cho biết, nhà ở quận Tân Bình, vào sáng hôm nay đã phải mặc thêm cho con mình áo và mũ len cũng như là cả bao tay để giữ ấm trước khi chở em tới trường. Trời lạnh như vậy, các em rất dễ bị cảm lạnh và ho cho nên phải rất cẩn thận. Chị Hà cho biết về nỗi lo lắng vẫn còn bất ngờ trước độ lạnh của thời tiết. Trung tâm Khí tượng Thủy văn dự đoán rằng, hy vọng vào khoảng 30 và mùng 1 Tết tại Việt Nam thì thời tiết sẽ bớt lạnh và nắng ấm nhiều hơn. Thưa quý vị, thưa với lại chị Quyên thì anh Minh cho em nói chuyện với chị Quyên tí nha. Mình ở Việt Nam thì là nhiệt đới, chị Quyên thì lại lạnh. Ở bên đây đang là mình là xứ lạnh thì lại nóng. Thưa quý vị, ở bên đây mà, thì những ngày gần đây là 84 cho tới 86 độ vâng. Như vậy. Mà cái cây mai của em á, thưa quý vị, em tuốt lá hết, tuốt hết lá mà nó ra đẹp, thật là đẹp tại vì nóng á chị Quyên. Trời nụ quá trời luôn, đẹp lắm chị Quyên. Chị mua hai cây đào và mai. Thấy cây đào ra hoa nhưng mà cây mai của chị chưa. Nếu mà như vậy cũng bắt chước Bảo Châu về tuốt lá hết thì nó sẽ ra mai. Nhưng ra mà cái hoa. Cây em ở trong đất chị Quyên, trong cái chậu chứ không, em không có mua. Của chị là nó là từng nhánh. Nhưng mà nó có lá không? Có lá. Có lá, có nghĩa là nó sẽ ra hoa phải không? Là hoa đó chỉ còn cây em tuốt hết lá mà em. Em tuốt từ hồi, thưa quý vị, em tuốt từ Bảo Châu, tuốt từ hồi tuần trước á chị Quyên. Trời ơi, nụ đầy hết. Như vậy là chắc lắm. Chắn là Tết năm nay sẽ ra rất là nhiều hoa cho Bảo Châu. Phát tài chị Quyên. Phát tài thần sẽ tới. Phát tài phát lộc. Đó là chị Quyên. Tài thần của em. Và thưa quý vị, và sau đây là phóng sự cộng đồng vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ bảy 18 tháng 1 năm 2014, hội chợ Tết với chủ đề Xuân yêu thương đã được khai mạc với sự tham dự của quý đại diện lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các hội đoàn, tổ chức cùng với sự tham gia của hơn 40 gian hàng, bao gồm nhiều lĩnh vực như là giáo dục, y tế, thương mại. Ngoài ra thì còn có các gian hàng trò chơi do Liên đoàn Hướng đạo Tây Sơn phụ trách. Thông tín viên Quang Trung gửi về phóng sự sau đây, kính mời quý vị cùng theo dõi. Kính chào quý khán thính giả. Vừa qua, vào lúc 10 giờ sáng ngày 18 tháng 1 năm 2014, Cộng đồng Việt Nam Oregon đã tổ chức hội chợ Tết tại Oregon Convention Center. Anh Bosco Đặng và cô Amanda Nguyễn, MC chương trình, đã lên gửi lời chào đến quý vị quan khách
và đồng hương tại thành phố Portland. Chúng tôi nhận thấy có nhiều gian hàng thương mại cũng như các gian hàng của Mạnh Thường Quân, gần 40 gian hàng gồm khám sức khỏe, bệnh viện Providence và các gian hàng trò chơi của Liên đoàn Hướng đạo Tây Sơn. Đúng 10 giờ 35 phút, hội chợ Tết bắt đầu cắt băng khánh thành khai mạc. Mến mời quý vị theo dõi phóng sự. Trong đó có sự hy sinh anh dũng của 74 chiến sĩ hải quân trong trận chiến anh dũng bảo vệ Hoàng Sa chống lại quân Trung Quốc ngày 19 tháng 1 năm 1974. Sau phần nghi thức chào cờ Mỹ Việt và phút mặc niệm cũng như tưởng nhớ đến 74 chiến sĩ hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974, là những tiết mục văn nghệ do hội đoàn, các em học sinh trường Việt ngữ và các cộng đồng bạn biểu diễn. Và chúng ta tưởng niệm 40 năm Hoàng Sa bị mất vào tay Trung Cộng. Và chúng tôi nhân dịp này xin tri ân 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình vì lý tưởng tự do để bảo vệ đất nước của chúng ta. Nhóm thông tín viên Oregon, tường trình từ thành phố Portland, Oregon, xin kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng. Xin cảm ơn thông tín viên Quang Trung. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin được tạm ngưng phần tin tức trong giây lát và khi trở lại sẽ gửi đến quý vị tin liên quan đến một người đang bị bắn khi mà ngồi trong xe. Phần tin chi tiết mời quý vị cùng theo dõi sau phần thông tin thương mại của đài.